chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái món gà chiên nguyên con này, có tên là gà chiên ngày xưa hoặc là gà nướng ngày xưa. Có hai loại chiên và nướng. Đó là nguyên con gà như là ta ướp gia vị xong ta bỏ vô ta chiên hoặc là ta nướng trong lò. Thì tại sao có tên như vậy? Tiếng Hàn là dền nay thông tác. Thì tại vì ngày xưa ở hàng này cái món này rất là thịnh hành, gà nguyên con gì này, chiên gì nè, ở đâu cũng bán chân á. Mà mình không biết là năm mấy, chắc khoảng năm mình đoán là khoảng năm 1900 mấy đó ha. Đó thì cái món này rất là thịnh hành, tới bây giờ vẫn còn rất thịnh hành. Nội cái quận mình ở không là đã có tới ba bốn cửa hàng bán cái món gà chiên này, gà chiên ngày xưa này. Và các cái nhãn hiệu gà chiên nổi tiếng cũng có bán kèm nữa. Ví dụ như hôm nay là cái nhãn hiệu Nene Chicken nè. Nene Chicken do ông MC Yu Jae-suk đó làm đại sứ thương hiệu. Đó, bây giờ mình sẽ ăn cái con gà này. Đây là muối tiêu chanh mình chuẩn bị sẵn. Đó, muối tiêu chanh. Nó có cho mình mấy cái loại sốt đi kèm nè. Cái sốt vàng vàng này thì mình sẽ không ăn. Cái này sốt cay, ngon. Mình sẽ ăn cái này với lại muối tiêu chanh. Có tặng, có cho kèm củ cải nữa nhưng mà cái này mình cũng sẽ không ăn. Đó. Để cho mọi người coi cận cảnh con gà nha. Vàng ươm ống ánh luôn, giòn gụm luôn. Rất là ngon. Đây, em gà của chúng ta. Đó, nóng hổi, da giòn gụm vàng ươm, nằm phơi thay nguyên con nằm đây chờ mình hưởng đây. Đó, bây giờ mình sẽ xé gà chấm với muối tiêu chanh ha. Ngon nhức nách. Wow, xé cái đùi ăn trước, ăn nha mọi người ơi. Trời ơi, cái đùi nó vàng rụm nè mọi người coi nè. Ồ, nó chảy mỡ thịt rớt rớt ra nè. Đấy, mình sẽ chấm một miếng cho mọi người thưởng trước. Này, đó, thấy khói bốc lên đi ngút không? À nè, dính chưa? Đó, dằn rụm ống ánh luôn, trời dằn nước. Rồi, giờ tới mình ăn nha, chắc là dính rồi. Con gà này là 13.000 một con nha mọi người, tầm 260.000 tiền Việt. Gà này ngon chất lượng luôn. Của nhãn hiệu Nene Chicken. Không biết bên Việt Nam mình đã có cái Nene Chicken này chưa ha? Chi nhánh. Nó rất là ngon, cái da của nó giòn gụm luôn, cắn như một miếng nghe, tao nói nghe nó mềm tan trong miệng, nó ngon. Thêm cái nước chanh này nó chua chua đó nè. Muối tiêu chanh chua chua nữa. Nuốt vô tới đâu là thơm tới đó luôn á. Rất là ngon. Trời ơi, cái gân của nó nghe dài, nhai giòn, rất là giòn, nhai sọc 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 mọi người nghe. Wow,
Giờ mình sẽ ăn cái cánh. Thịt nè, thịt nạc không nè. Cái này mà cha nào có chai bia vô đây gớt, vô đây nữa là bá cháy luôn. Đang đói mà ăn này giống như là buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy mọi người, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ chấm thử nước sốt này nha. Nước sốt này thì nó, mọi người xem là nó làm giống như cái gì ta, ớt á, ớt mà nó làm dạng như sệt sệt lại đó. Ăn thử rồi. Chua cay ngọt. Nói cái chỗ mình không á là bốn cái tiệm gà chiên bán gà này, bán gà chiên nguyên con này. Ngoài gà nó ra nó còn bán mè nữa, mè rồi bia. Thì một con á, con bự vậy thì 10 mấy ngàn, còn con nhỏ thì có 6 ngàn thôi, rất là rẻ. Còn miếng xương. Dính giấy. Mình sẽ xé cái mình của nó. Wow. Này chấm muối tiêu chanh đi. Đó. Wow. Ăn gà này là phải dùng tay xé như vậy nè, ăn mới ngon nha. Đừng có ai chửi mình sao con quỷ này nó ăn dùng tay dơ giấy mất vệ sinh. Cái cảm giác á, hạnh phúc nhất của đời người á, có bốn cái, mà một trong bốn cái đó là ăn đó, còn ba cái còn lại mọi người tìm hiểu nha, tự tìm hiểu nha, mình không có tiện nói ra đây. Con gà này cái ngon nhất của nó là cái da mọi người, rất là giòn ngon, dai.
khấu luôn á. Cái lớp da nào. Không có nói gì thêm nữa, chỉ ăn thôi. Mình sẽ chờ cái đồ này cho thầy hơn. Ăn cái này á là phải có chai Coca-Cola kế bên, nhưng mà đang có bầu không uống được, cho nên là mình sẽ uống nước cam thay thế. Đây là cái cổ này mọi người. Cổ. Ăn cái nào có xương á thì nó sẽ đỡ ngán hơn. Cắm nước sốt này ngon. Dã man gọi luôn mọi người. Ôi đánh liễu luôn.
Hôm nay mình chỉ quay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và nếu như thấy thích thì nhớ nhấn đăng ký, like và comment ủng hộ kênh của mình nghe. Xin chào tạm biệt mọi người.